và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba dạng hiển thị sóng trên Redbox. Các bạn cần vào phần setting, chúng ta sẽ bấm vào view và kéo xuống chúng ta sẽ thấy phần waveform và vào color. Thì với color thì chúng ta sẽ có blue là màu cơ bản, tiếp theo đó là RGB và cuối cùng đó là một dạng waveform mới trên Redbox 6, đó là 3-band waveform. Với 3-band waveform, nếu các bạn có thắc mắc và cần muốn biết thêm về nó, các bạn có thể comment dưới video và mình sẽ làm một video riêng về dạng waveform mới này.